Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn chiếc nồi trắng bánh cuốn loại nhỏ, phù hợp dùng cho gia đình hoặc là dùng cho quán ăn nhỏ. Nồi này thì là được cấu tạo từ chất liệu inox 2 lớp, được bọc vỏ ôn giữ nhiệt. Nồi có kích thước đường kính miệng nồi trong lòng là 30cm, chiều cao của lòng nồi là 24cm, dung tích của nồi là 17 lít. Nồi này thì đằng trước thì có được tích hợp sẵn hai cái nút chiết áp để điều chỉnh trong quá trình hoạt động. Bình thường nếu mà chúng ta tráng bánh thì chúng ta sẽ bật cả hai cái nút chiết áp này lên để chúng ta tráng bánh. Còn lúc mà chúng ta không cần tráng nữa thì chúng ta lại thực hiện giảm bớt một chế độ đi, tức là chúng ta tắt bớt một chiết áp đi và để ủ nước trên cái chiết áp còn lại. Thì khi mà ủ nước bằng cái chiết áp còn lại thì là nước vừa giữ được nóng mà công suất điện của nồi giảm đi, do đó thì nó sẽ tiết kiệm điện cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Bên cạnh hai cái núm chiết áp này là hai đèn báo, thì trong quá trình hoạt động thì đèn sẽ sáng và khi đủ nhiệt thì đèn sẽ tắt. Bên dưới phần nồi này thì chúng ta thấy là nồi được thiết kế sẵn là có ba chân rất là vững chắc. Ba chân này thì cộng với lại chiều cao của nồi lên thì nồi cao tầm khoảng 56cm, phù hợp khi mà chúng ta ngồi chúng ta tráng bánh cuốn hoặc là chúng ta đặt trong các cái khu bếp trong gia đình. Bên dưới đáy này thì là có một cái tiện ích là một cái van xả nước để khi chúng ta mà vệ sinh hoặc là chúng ta xả nước nóng ra ngoài thì chúng ta sẽ mở qua chiếc van này mà không phải mở vung nồi ra để múc thủ công. Bên cạnh nồi này có hai cái tai nồi để chúng ta di chuyển nồi một cách dễ dàng. Đây là cái đường điện vào nồi, chúng tôi đã làm sẵn hết lên về nhà quý vị, chỉ việc cắm điện vào để sử dụng thôi. Bên trên này là nắp vung nồi và khuôn nồi. Nắp vung nồi thì được thiết kế là nắp võng theo cái kiểu tráng bánh truyền thống. Thì khuôn đường kính nồi này thì là đây là cái mặt vải để chúng ta tráng bánh. Chúng ta sẽ thực hiện tráng bánh trên cái mặt vải này. Mặt vải thì khuôn nồi như tôi đã nói thì nồi có đường kính rất là nhỏ nhắn và phù hợp dùng cho nhu cầu ít và dùng gia đình. Đó, đường kính là 30cm. Đây, bên trong phía trong lòng nồi là hai cái thanh điện trở để đun nước. Hai thanh này thì là một thanh công suất to là 2kW và một thanh công suất bé là 1kW. Thì bình thường tráng bánh thì chúng ta sẽ sử dụng cả hai thanh, còn lúc không tráng nữa thì chúng ta lại tắt cái thanh chế độ to đi, tức là thanh 2kW. Thì chúng ta ủ nước bằng thanh bé còn lại, thanh 1kW thì nó sẽ tiết kiệm điện. Trong quá trình khi mà sử dụng chiếc nồi này thì chúng ta lưu ý là nồi phải luôn luôn có nước đun ở trong nồi. Trong trường hợp mà cạn nước hoặc là quên nước, không có nước đun trong nồi thì chúng ta sẽ bị cháy nồi. Nồi thì được cấu tạo từ chất liệu inox 2 lớp. Giữa hai lớp inox này là một lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt, do đó khi tráng bánh chúng ta sẽ không bị nóng ở ngoài. Thứ hai nữa là khi mà tráng thì nó sẽ giữ nhiệt cho nồi, do đó là nước đun sôi nhanh và được giữ nóng nước lâu, nó sẽ tiết kiệm điện cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 0466533355 hoặc số điện thoại di động 0985322325 hoặc truy cập vào website Dũng Doanh để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.